Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 18 của bộ truyện Luyện Kiếm Tác giả Vong Ngữ Nguồn Bạch Ngọc Sách Nhắm Dịch Phạm Nhân Tông Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Luyện kiếm tập 18 Luyện kiếm chương 60 Xảy ra dị biến Thiết kiên trong nháy mắt liền nhận ra vật nhỏ kia là gì Hắn biết dù nó chưa có hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng đã sản sinh ra linh trí. Sau này nếu cho nó cơ hội tàn sát lượng lớn sinh linh, vô cùng có khả năng một lần nữa tiến hóa tới tầng thứ mới. Tự kiếm màu vàng rồng chém đến, nhưng chém vào khoảng không. Thanh trường kiếm màu máu đột ngột vút lên khỏi mặt đất và lúc kiếm linh nhập vào, bay vào không trung. Muốn hủy đi linh kiếm của ta sao? Đừng có mơ! Phong thanh tử không thèm áp chế thương thế của Kim Đan mà vươn tay ra, nằm lấy huyết kiếm bán thành phẩm ở trong tay. Kiếm vừa đến tay, một cổ huyết khí nồng đậm nhất thời sọc vào trong ốc y, khiến cả người y giống như bị dán mạnh một phát búa tạ. Hai mắt một hồi mê muội lào đảo từ trên trời cao rớt xuống dưới. Lúc sắp đập xuống mặt đất, đôi mắt của y lại đột nhiên lóe lên huyết quang, lần nữa khôi phục tỉnh táo thân hình đảo ngược một cái, vững vàng đặt lên mặt đất. Nhưng mà y vừa mới đứng vững, trường kiếm trăm tay nhất thời tuột ra, lại không bị y khống chế, hóa thành một vệt sáng màu máu, lập tức tiến vào trong hàng ngũ tấn quân. Nơi mà kiếm quang đi qua, máu tươi bắn ra tung tóe, lại gần mấy trăm người lập tức bị xuyên tim, trong khoảnh khắc bị hấp thụ tinh huyết sinh hồn, hóa thành một cổ hài cốt ngã xuống đất. Mắt thấy huyết linh kiếm mất khống chế, lại muốn tự mình đại khai sát giới, phòng thành tử vội vàng kết kiếm quyết, bấm tay, trả vào trong hư không. Bước tiến của huyết linh kiếm nhất thời bị kìm hãm, như vừa lọt vào một lòng giam vô hình, căn bản không thể nào nhúc nhích. Phòng thành tử từ trong hư không bước ra mấy bước, đi tới bên thân kiếm, nhẹ nhàng búng ngón tay lên thân kiếm. Huyết linh kiếm rung rẩy không ngừng dường như vô cùng không cam lòng bị thuần phục, vẫn không ngừng giải dụa, phát ra tiếng kêu len can. Đừng có náo loạn! Một tay của phong thành tử nắm chặt chui kiếm, tay kia kết đạo ấn giữa hư không, lãnh đạm nói một câu. Thành huyết linh kiếm lập tức như bị xét đánh, sau khi rung mạnh, đã không còn bất kỳ gì trạng nào, ngoan ngoãn nằm trong tay y. Cách đó không xa, ninh kham mới vừa bị thiết kiên đánh rớt trên đất thấy như vậy sau một hồi do dự vẫn cẩn trọng đi ra trước chắp tay cúi người nói chúc mừng sư tôn luyện thanh huyết linh kiếm người hộ pháp cho bản tọa như vậy sao phong thành tử không chút vui ngược lại lạnh lùng nhìn lão sư tôn thứ tội ninh kham sợ hãi không ngớt phong thành tử hư lạnh một tiếng đang muốn nói tiếp lại nhìn thấy ống tay áo bên trái của mình đột nhiên không gió mà tự bay. Nơi lúc trước bị lôi điện đốt thủng một lỗ, một ánh sáng màu bạc chói mắt lao vụt ra. Không đợi y có hành động gì, đoàn ánh sáng bạc liền từ trong tay áo bên trái bạo nứt ra. Nhưng thấy nửa bộ đạo bào hoàn toàn đổ nát, hóa thành tro bụi, một thanh trường kiếm màu bạc từ đã bắn nhanh ra, bay trở về phía thiết kiên. Phong thành tử vùng tay trong nháy mắt khuấy động sông khí xung quanh. Trên cánh tay Trần, ngoại trừ có chút vết đỏ ra, không có những vết tích khác, cứ như không chịu nửa điểm thương tổn. Khí lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ đã vượt qua tu sĩ Trúc Cơ Kỳ rất mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có linh kiếm mới có thể tổn thương được. Y cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, ngũ quan anh Tuấn trở nên dữ tợn. Sau một tiếng hừ lạnh, thân hình chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ Ngày sau đó đột nhiên xuất hiện trước người thiết kiên đi chết đi phòng thành tử quát khẽ một tiếng huyết linh kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết quang quét ngang thiết kiên thiết kiên sớm đã có phòng bị một lần nữa triệu hồi mẫu kiếm màu bạc vào trong tay đón đỡ đòn đánh chặn mũi kiếm của huyết linh kiếm hai kiếm chạm nhau thiết kiên chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải, mang theo huyết khí khuynh đảo bàn bạc khiến cho người ta sợ hãi. Dường như biển máu đón đầu nhào xuống, một tòa núi thay phủ đầu khó có thể ngăn. Trong nháy mắt, thân thể cô hắn tự như nhiều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thiết kiên vang vào trong đông xác chết đầy máu tanh, liên tục lộn mấy vòng rồi mới ngừng. Hắn ly thế xoay người đứng dậy, phun ra một ngụm máu trường kiếm trong tay lại đưa ngang, ngăn cản trên đỉnh đầu. Lại là một tiếng âm vang, phong thanh tử đuổi sát theo, lại chém xuống đầu một kiếm. Thiết kiên bị ép chật vật, ngăn cản, thân thể trùng xuống dưới trực tiếp lúng vào trong lòng đất. Không đợi hắn rút đôi chân ra khỏi mặt đất, phong thanh tử lại một chém xiên một kiếm, đánh bay hắn ra ngoài. Lực đạo của một kích này hơi nhẹ hơn so với trước, hướng văn lại hết sức đẹp. Thiết Kiên bị đánh ngửa mặt bay ra ngoài, trường kiếm trong tay tức thì bị đánh cho kéo dài trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không cách nào rút về phòng hộ trước người. Phong thanh tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Thân hình chợt lóe đi tới trước người Thiết Kiên, giờ kiếm đâm xuống ngực hắn. Thiết Kiên không có kịp đưa mẫu kiếm lên đón, chút nữa là bị xuyên tim. Nhưng đúng lúc này, thân hình của hắn đột nhiên lóe biến mất ngay tại chỗ dịch chuyển đến ngoài ba thước, một lần nữa hiện thân. Tiểu Nai Di Vụ Không tốt Phong Thanh tử thầm kêu một tiếng, vừa dứt lời, thiết kiên vừa thoát ra được. Ánh sáng bạc trên trường kiếm trong tay tăng vọt, giống như một vần thái dương màu bạc chém vào cổ của phong thanh tử. Mấy lần công kích trước, thiết kiên chỉ phòng chứ không có công. Thiên linh tử mẫu kiếm không ngừng hấp thu công kích của huyết linh kiếm tích góp từng chút một cho mãi đến lúc này mới đột nhiên bạo khởi tung ra đòn sát thủ. Phong thanh tử nhanh chóng quay ngược, khóe miệng nở ra một nụ cười âm hiểm. Nhưng lúc thấy quang hoa mò bạc thôn vệ, vương miệng liên hoa mò bạc trên đỉnh đầu đột nhiên bừng sáng, từng đóa hoa sen nở rộ, ngược lại nuốt chửng toàn bộ anh kiếm mò bạc của thiên linh tử mẫu kiếm. Ánh sáng mò bạc biến mất, uy lực của mẫu kiếm nhất thời bị đánh tan hơn phần nữa. Phong thanh tử nghiêng người ra sau, lại trực tiếp dùng bả vai đánh về mũi kiếm. Chỉ thấy trên đầu vai bên ngoài đào bào, bỗng nhiên sáng choang ánh sáng tím. Toàn bộ đều tụ tập ở đầu vai. Sau khi đánh bay thiên linh tử mẫu kiếm, kèn kèn, bèn hoàn toàn vỡ nát. Nhìn thì có vẻ lâu, nhưng thực ra chỉ trong chớp mắt. Thiết kiên bất ngờ không có kịp chuẩn bị bị đụng đến liền lão đảo, buộc phải lùi về sau. Phong thanh tử vùng tay, huyết linh kiếm lập tức rời tay. Ở giữa không trung quay mấy vòng, vòng qua sau thiết kiên, bắn nhanh về tim hắn. Chỉ nghe một tiếng can. Thanh tử kiếm vàng rồng của thiên linh tử mẫu kiếm đã sớm dưới sự dẫn dắt của thiết kiên lao về sau, thay hắn chặn một kích trí mạng này. Ngay sau đó, sau lưng của thiết kiên nổ đùng vang liên tục. Hai thanh phi kiếm không ngừng va chạm nhau trong chốc lát cũng đã giao kích hơn trăm lần. Có tử kiếm vàng rồng bảo vệ phía sau, mẫu kiếm mờ bạc trong tay của Thiết Kiên đâm thẳng vào tim của phong thành tử. Đạo bào pháp bảo đã bị hủy, vội vàng lùi lại mấy bước. Hắn vùng bàn tay lên, lưu quan màu xanh không dễ dàng phát hiện ra, bỗng nhiên bay vút, bay vụt về Thiết Kiên. Thiết Kiên chớp mắt, vội vàng thu hồi kiếm thế chém về bên cạnh một kiếm Thanh Quang lao tới, bị mũi kiếm đâm trúng, bay ngược trở về. Cùng lúc này, Phong Thanh Tử cũng ngừng lui, nắm chặt Thanh Quang. Chỉ thấy, bên dưới quang mang tràn đầy, một thanh trường kiếm màu xanh mỏng như lá liễu, kiếm quang như nước chảy xuất hiện trong tay y. Kiếm này tên là Thanh Ly, là một thanh linh kiếm do Phong, phong Thanh Tử luyện thành, cũng là một linh kiếm khi lão trở thành linh kiếm sư trong đó dù không sinh ra kiếm linh nhưng mà uy lực không thể nào khinh thường phong thanh tử tay cầm thanh ly kiếm khi thấy trên người đột nhiên biến đổi hoàn toàn khác biệt so với lúc trước gian nhấp tà mị cầm huyết linh kiếm dung mạo vốn anh tuấn lúc này lại sinh ra vài phần xuất trần phiêu dật thiết kiện đối với chuyện này không chút quan tâm chỉ tập trung đề phòng vừa phân thần không chế tử kiếm vàng rồng giao chiến cùng huyết linh kiếm. Lúc này, cổ tay của phong thanh tử bỗng nhiên di chuyển, trường kiếm trong tay dập dờn, tần tần rung động màu xanh. Cứ như nước gợn, chiếc xà ra ánh mặt trời chiếu vào đáy sông, từ từ trồi dạt, trong trẻo, dễ chịu. Thiết kiên biết là không ổn, liền vội vàng lui mấy trượng, tránh được quang ảnh màu xanh. Nơi mà hắn vừa rời đi, nơi mà hắn từng đứng, Giống như nổi lên một trận gió lốc Còng vênh vặn vẹo Các đá trên mặt đất Nhất thời hóa thành bột mịn Chiều kiếm ảnh phần quan thuật Thật là đẹp Thiết kiên thang Thân hình vừa chuyển Lại tiếp tục lùi về sau hơn 10 trường Trường kiếm mò bạc ném về phía trước Bấm kiếm quyết cao giọng quát Bắn Lời vừa ra thành phi kiếm mò bạc nhất thời rung vang Trong ánh sáng bạc hóa thành một thanh cự kiếm lưỡi rộng, bắn mạnh về phong thanh tử. Thần kiếm lướt qua, gió xoáy quanh quẩn, chấn động trên không. Dốc hết toàn lực, thua bạo xé nát tầng tầng kiếm ảnh của thanh ly kiếm. Phong thanh tử thấy như vậy, cười nhạo một tiếng, trực tiếp từ bỏ thanh ly kiếm, hóa thành một đạo thanh ảnh, lướt ngấp qua bên cạnh mẫu kiếm màu bạc, đâm về thiết kiên. Hai người đều tay không, đối mặt linh kiếm của đối phương phong thanh tử tung song chưởng ra hồng quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ cứ như hai đại môn tại quan ải trực tiếp ngăn cản mẫu kiếm màu bạc cơ thể rùng rẩy kịch liệt hiển nhiên chịu lực cực lớn nhưng mà vẫn không chút nhượng bộ thiết kiên lùi về sau bàn tay phải nắm chặt vặn eo bày ra tư thế dáng búa rèn sắt lúc bình thường chỉ đợi thanh ly kiếm bay tới cách người ba thước cánh tay vùng lên, quét giữ không trung một vòng, đập thẳng xuống. Thiết Kiên sau khi trải qua rèn luyện tại huyền âm bí cảnh, khí lực cường hãn đương nhiên mạnh hơn trước. Một quyền này nện xuống trực tiếp đập mũi kiếm của thanh ly kiếm xuống dưới, trực tiếp đâm xuống đất hơn 10 trượng. Năm đấm của Thiết Kiên cũng bị kim khí gây thương tích, đứt ra một vết rách sâu, móng me đầm đìa, lộ ra xương trắng âm u. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra tử kiếm bàn rồng vốn đang giằng co cùng với huyết linh kiếm đột nhiên hồng quang tăng vọt uy thế tăng vọt gấp đôi một kiếm đã đánh cho linh quang của tử kiếm run rẩy rớt xuống một tiếng cười rợn cả tóc gáy vang lên một hư ảnh toàn thân kiếm linh huyết hồng từ trên huyết linh kiếm bỗng dừng hiện ra hai tay vặn thân kiếm khiến cho huyết linh kiếm xoay dữ không trung mũi kiếm nhằm thẳng hậu tâm của thiết kiên bắn nhanh đến Thiết Kiên vừa mới dồn toàn lực đánh rớt thanh ly kiếm, tay cũng đã bị thương. Lúc này căn bản không kịp xử lý vết thương, phải vặn mạnh người để tránh né. Nhưng kiếm linh của huyết linh kiếm không hề nhập vào bản kiếm của nó, mà tăng nhanh tốc độ. Trước khi Thiết Kiên tránh thoát, liền không chế linh kiếm đâm vọt đến. Phốc, ngực phải của Thiết Kiên bị huyết linh kiếm đâm xuyên qua, mang theo lượng lớn máu thịt thân thể cũng ầm một tiếng ngã văng ra ngoài. Chương 61 Hủy Đan phệ hồn Phong thanh tử thấy như vậy, hai tay chậm lại, hai chữ ân huyết hồng như hai cánh cửa lập tức ép vào, kẹp chặt mẫu kiếm màu bạc vào trong, dù cố sức giải dụ nhưng không thể nào tránh thoát. Nghiệm lương vương lúc này vẫn còn đang trên tường thành chưa có rời đi, đối với chuyện Thiết Kiên đột nhiên xuất hiện đại chiến cùng Phong Thanh Tử, hắn đầu tiên là kinh hỉ, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Dần giờ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi thầm than, à, đúng là vẫn còn chạy không có thoát. Thiết Kiên gian nan đứng lên từ trên mặt đất, một tay che lồng ngực, nhưng huyết dịch vẫn không ngừng tuôn ra. sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng lại nở một nụ cười, ngoắt ngón tay khiêu khích Phong Thanh Tử. Phong Thanh Tử thấy như vậy trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng ngay sau đó thần sắc của hắn chợt biến đổi. Vạn vần hoảng hốt nhìn sang vị trí bụng mình. Chỉ thấy nơi đó hào quang vàng ống đang quanh quẩn. Có một vật nhọn đang từ trong bụng hắn nhô lên muốn chui ra ngoài. Một tiên phốc vàng, bụng dưới của Phong Thanh Tử lập tức nổ tung. Một đoàn hỏa diễm kiếm hình màu vàng bao vây lấy một viên kim đan huyết hồng gần như sắp nóng chảy từ đó bắn nhanh ra bay về phía thiết kiên. Gần ngay trước mặt, họa diễm màu đỏ vàng bỗng nhiên hóa thành kiếm linh hình người, trong tay ôm kim đan của phong thanh tử, đưa tới tay của thiết kiên. Thiết kiên cầm lấy kim đan, rồi cười nói với lại bi văn kiếm linh. Khổ cực cho mày rồi. Người sau khoát tay áo, nhúng người lên, bay vào trong tử kiếm đỏ động, lấy lên một cái rồi biến mất. Người muốn làm gì? trả lại cho ta trả lại kim đan cho ta phong thành tử thần sắc trở nên cực kỳ xấu xí hướng về thiết kiên mà gầm thét thiết kiên sắc mặt trắng bệch nở nụ cười sầu thảm trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn hoại diễm màu vàng trực tiếp thiêu đốt nấu chảy kim đan thành một vũng nước lỏng đỏ tươi không phong thành tử giật phục ra một ngụm lớn máu tươi tuyệt vọng ngưỡng mặt lên trời gào thét ngay khi tiếng hét gào lên, kiếm linh quay về với tử kiếm vàng rồng, lại đột nhiên bay lên từ trên mặt đất, lập tức từ chui kiếm bắn vào trong mẫu kiếm. Thiên linh tự mẫu kiếm hợp hai thành một, trên thân kiếm lóe lên linh, linh văn, lập tức tránh thoát ràng buộc của phong thanh tử. Một kiếm đâm vào trán của phong thanh tử, mang theo một chuỗi dịch thể không biết là gì, từ sau óc xuyên ra ngoài. Nửa đầu lâu của phong thanh tử gần như vỡ vụn hoàn toàn thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn cứng đờ, ngã xuống. Biến cố trước mắt phát sinh thật sự quá là nhanh. Chẳng những nghiễm lương vương trên tường thành không nhìn rõ, mà ngay cả bản thân Tiết Kiên cũng hơi sững sờ. Trước đây, bởi vì tử kiếm vàng rồng chém một phát, xong không thể nào hủy diệt phong thanh tử kim đan. Hắn liền tương kế tự kế, lệnh bi vân kiếm linh nấp trong khe hở của kim đan. Mãi đến lúc này, chỉ đột nhiên gây loạn thôi không ngờ phong thanh tử mất đi kim đan lại đại loạn vậy mà chết trong tay mình sau một lát cho tới khi xác của phong thanh tử bắt đầu tràn ngập những chấm sáng màu tím bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một hư ảnh pháp hồn màu tím thiết kiên mới có phản ứng hắn triệu hồi linh kiếm về tay hòa diễm màu vàng trong đan điền lập tức hơi nhúc nhích pháp hồn của phong thanh tử bèn bắt đầu tán loạn ra cứ như sương khói trào vào trong cơ thể của Thiết Kiên. Thiết Kiên nhắm mắt nội thị, phát hiện trong đan điền có một đoàn tinh vân màu tím đang xoay vần. Bên trong, quang mang lấp lánh, khác hẳn với bất kỳ lần thuần phệ pháp hồn nào trước đây. Đây chính là pháp hồn của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Thiết Kiên vừa nghĩ, dị hỏa trong đan điền bỗng nhiên lóe, một sợi hỏa diễm màu vàng từ trong đó vươn ra, thăm dò vào trong tinh vân màu tím nhưng mà hai bên chỉ vừa tiếp xúc trong đàn điền của thiết kiên lập tức cuồn cuộn một trận bão táp hỏa diễm sợi tinh vân màu tím đít gào một lúc rồi bắt đầu toàn diện rừng rực cháy hỏa diễm hai màu tử kim nhất thời tràn ngập toàn bộ đàn điền của thiết kiên hóa thành một biển lửa một cơn đau rác không thể chịu đựng được ập đến thiết kiên cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu rên đau đớn trong đàn điền của hắn kèm theo cơn đau còn có một loại cảm giác pháp lực tràn đầy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một vòng xoáy pháp lực nhỏ đang chậm rãi sinh trưởng trong đan điền hắn. Cảm giác tương tự như lần trước tiếng dai trúc cơ kỳ cũng xuất hiện. Thi kiên đầu tiên là cả kinh, sau đó thì mừng rỡ không thôi. Sau khi hấp thu pháp hồn của phong thanh tử, hắn bắt đầu ngưng kết kim đan. Đã tới nước này, tìm chỗ bế quan không còn kịp. Hắn cũng chỉ có thể tập trung tâm thần bắt đầu đã tọa ngay tại chỗ chỉ nghe hưu một tiếng một đạo ngân quan hiện ra thiên linh tự mẫu kiếm bay bút ra lơ lửng bên người hắn rung rung nhẹ nhàng cứ như đang chủ động thay thế hắn hộ pháp cùng lúc này nghiễm lương vương đã rời khỏi tường thành từ lâu đi tới chiến trường bất quá để tránh hiểu nhầm hắn đi tới cách thiết kiên trong trường liền dừng bước thần sắc phức tạp nhìn thiết kiên bên này nhìn một lúc lâu liền mệnh lệnh tù sĩ còn sót vây quanh từ rất xa thiết kiên mình thì mang binh giăng phía trước ngăn trở đại quân tân quốc trên thực tế thời khắc này đại quân tân quốc sớm đã như chim sợ cành công. năm bè bảy mảnh nào còn dám lộ mãn triệu tương thật vất vả nhặt về một cái mạng mắt thấy phong thành tử đã chết liền cuốn quyết hạ lệnh mang theo tấn quân còn sót bắt đầu chậm rãi rút lui còn ninh kham chẳng biết đã rời khỏi chiến trường từ khi nào không có rõ tung tích. Cứ như vô hình chung kích phát quy tắc của thiên đạo nào. Lúc này trên chiến trường bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, thổi tan mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ thấy mấy trăm trường trên bầu trời, chẳng biết từ khi nào ngưng tụ một quần sáng bảy màu rộng hơn 10 trường. Thiên địa linh khí xung quanh cũng đang tụ tập linh quang, lao vượt vào quần sáng bảy màu không ngừng lớn mạnh từng bước che đậy toàn bộ bầu trời trên chiến trường bầu không khí trong mảnh thiên địa này bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm trọng hết thảy binh sĩ việt quốc đứng trong đó đều cảm thấy có chút ức chế nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chỉ thấy trong tầng mây trắng vừa dày vừa nặng này mơ hồ hiện ra quần sáng màu đen trần trần quang mang u lam chớp động bên trong thoạt nhìn thì như chỗ sâu trong biển mây cất giấu một đầu mảnh thú mặn cổ đang muốn tùy thời phát động cắn xé người khác ngay vào lúc này toàn bộ thiên địa tự hồ đều run rẩy một trận tiên sống nặng nề đè nén từ chân trời vang lên mảnh thiên địa hiện ra uy áp ngập trời nghiễm lương vương kinh hãi bồi vàng nhớ lại một truyền thuyết xa xưa có người nói từ xưa tới nay phạm lại dị số không hợp biết thiên lý của thế gian như kinh thế đại yêu ba vật khác máu xuất hiện trái với thiên đạo sẽ gặp ngay lôi kiếp từ trên trời giáng xuống tru diệt thiết kiên phề hồn dị hỏa xét về tính chất cũng coi như làm trái với thiên ý dù bất ngờ dẫn tới lôi kiếp nhưng cũng hợp tình hợp lý mọi người lấy thiết kiên làm trung tâm rút lui phạm vi trăm trượng cho ta nghiễm lương vương hạ lệnh tất cả đại quân và tu sĩ lập tức rút ra ngoài khoảng cách hơn trăm trượng trong phạm vi hơn 200 trường xung quanh Thiết Kiên, chỉ còn lại những thi thể binh lính chết trận của hai nước Tấn Việt. Lúc này Thiết Kiên vẫn nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm quan sát bên trong người mình. Bên trong đan điền, trong vòng xoáy trung tâm, đạo pháp lực, một quả cầu tròn màu vàng nhạt bán trong suốt to bằng quả đấm, đang ngưng tụ ra. Từng sợi pháp lực bốn phí tự như suối tuôn, liên tục đổ vào bên trong, khiến nó càng thêm rắn chắc. Lúc này đám mây bảy màu trên bầu trời đã rộng hơn 200-300 trượng, che khuất bầu trời, hết sức âm u. Cứ như cảm giác buồn bực trước cơn mưa rào. Một khắc sau, đột nhiên cuồng phong gào thét. Lấy thiết kiên làm trung tâm, thiên địa linh khí trong bán kính trăm dặm, ào ạt tụ tập. Quần áo trên người hắn không gió tự phồng lên, bay phấp phới. Một đạo linh khí màu trắng chỉ có thể thấy được bằng mắt thường bay lên bốn phía càng ngày càng lớn, rốt cuộc hóa thành một vòng xoáy khí lưu màu trắng cao hơn trăm trượng. Ngay khi vòng xoáy này vừa xuất hiện, cứ như xe rách thiên địa linh khí thế giới thành một cái vẻo. Linh khí của thiên địa vốn đang tan biến, lập tức từ bốn phương tam hướng tập trung, đổ vào vòng xoáy này, rồi tuôn vào trong người của Thiết Kiên. Linh khí vô cùng dồi dào tràn vào trong người, Thiết Kiên đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái nội thị, nhịn không được, ngửa mặt lên trời gào thét linh khí rót vào người không phải là chuyện gì thoải mái từng sợi thiên địa linh khí cứ như từng cây châm nhỏ vô hình ép chặt từng lỗ chân lông của thiết kiên chui vào trong người hắn bất quá trong thời khắc này quần áo quanh thân hắn cũng bị máu tươi thấm đẫm người cả người thoạt nhìn giống như chìm trong huyết tương trông cực kỳ kinh khủng mà sau khi thiên địa linh khí vốn không thuộc về hắn tràn vào pháp lực trong kinh mạch vốn vận hành trong người đương nhiên sẽ bị đè ép không gian vận hành sẽ nghiêm trọng thiếu vì vậy những thiên địa linh khí này tràn vào liền mạnh mẽ mở rộng kinh mạch của thiết kiên khai mở con đường nhỏ chật hẹp quanh co thành một con đường lớn rộng rãi luận về kết quả đương nhiên đối với thiết kiên có trăm lợi mà không có một hại nhưng quá trình này thật sự quá gian nan một khi kinh mạch của thiết kiên không đủ cứng rắn thiên địa linh khí tràn vào quá nhiều sau đó bạo phát, chính là tai nạn hủy diệt tiền đồ tu hành. Bất quá, thứ này đối với người đã chịu qua khảo nghiệm của huyền âm bí cảnh như thiết kiên, chịu đựng nổi cũng chẳng phải là chuyện khó. Dù sau khi chuyển hóa cùng dùng hợp đại lượng thiên địa linh khí dụng mảnh tràn vào đan điền, cũng vậy thôi. Nguy hiểm duy nhất hắn phải đối mặt, thật ra là cửu thiên lôi kiếp đột ngột giáng xuống. Trần trần tiếng sấm rền vang vang lên trong đan điện của thiết kiên bên trong ngày càng có nhiều linh lực chuyển hóa thành pháp lực điên cuồng tràn vào trong quả cầu tròn màu vàng quả cầu tròn màu vàng dần dần từ bán trong suốt trở nên càng ngày càng ngưng thực thể tích chẳng những không lớn hơn ngược lại dần thu nhỏ cho tới khi chỉ còn bằng một trái nhãn khoảng nửa canh giờ sau thân thể của thiết kiên bỗng nhiên chấn động vòng xây pháp lực trào tụ đan điền ầm ầm tán loạn bên trong hiển lộ ra một viên kim đan màu vàng sậm rốt cuộc ngừng kết kim đan đại công cáo thành thành công bước vào kim đan cảnh thiết kiên mặc dù vui thần sắc cũng dị thường căng thẳng bởi vì hắn biết lôi kiếp sắp phủ xuống quả nhiên kim đan vừa thành khi tức còn chưa vững chắc trên trời cao bỗng nhiên hiện ra một vần quang mang tuyết trắng ngay sau đó liền truyền đến một tiếng oanh vang thật lớn toàn bộ bầu trời từ hồ rung rẩy. Ngay sau đó, một cái lỗ đen từ trên cao giáng xuống. Bên trong, lôi long giận dữ gào thét, sấm chớp rền vang. Một tia điện quang màu lam to như vải nước, từ chỗ sâu trong tầng mây xuyên qua lỗ đen rơi thẳng xuống. Thiền linh tự mẫu kiếm lơ lửng bên người thiết kiên thấy như vậy, lập tức kêu vang, tự động bay lên không trung chém về tia điện quang. Không được! Thiết kiên gầm thét, vội vàng ngăn. Trời gián lôi kiếp là kiếp số cũng là kỳ ngộ. Giống như trước tại thang lên trời trong huyền âm bí cảnh. Chịu không được thì vạn sự đều yên. Nhưng nếu chịu đựng được thì thu được vô vàng lợi ích. Thiên linh tự mẫu kiếm cảm ứng được tiếng lòng của thiết kiên lập tức hậm hực bay ngược trở về. Lúc này lôi trụ màu lam cũng đã hạ xuống lập tức đập vào người thiết kiên nổ thành một vần sáng màu lam chói mắt chương 62 Độ kiếp kết đàn Một cổ sông khí cuồng bạo nhất thời bắn nhanh ra xung quanh. Từng ti điện màu lam như đáng trường điên cuồng nhảy khắp bốn phương tám hướng. Chạy qua hàng ngàn hàng vạn tử thi. Nhất thời đánh cho bọn họ liên tục lay động. Giống như xác chết muốn vùng dậy. Quân sĩ bình thường của Việt Quốc thấy như vậy. Đều mặt không còn chút máu không đợi nghiễm lương vương hạ lệnh đều ngay lập tức rời xa thiết kiên nhanh chóng rút lui điện quang dài hơn một xích trong thời gian mấy hơi thở điện mãn màu lam xà từng bước tiêu tán lồng tóc toàn thân của thiết kiên dựng ngược thân hình từ từ hiển lộ ra quần áo trên người hắn có nhiều vết cháy đen sắc mặt vẫn như thường nhưng vết máu do lùi điện gây ra toàn bộ đều biến mất không thấy Thiết kiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, điều chỉnh hô hấp, ngửa đầu nhìn chỗ sâu trên bầu trời. Hắn biết, giờ chỉ là vừa bắt đầu, tỳ chớp vừa rồi, chẳng qua là khai vị mà thôi. Rất nhanh, tại chỗ sâu trong bầu trời cao cuồn cuộn mãnh liệt, một mảnh tử mang từ đó chợt hiện ra. Ba tỳ chớp màu tím vô cùng thô tráng từ trong mây xẹt ra, cứ như ba đầu tử sắc điện long dài đang múa trảo, đâm đầu thẳng vào trong đất. So với lôi điện màu lam trước kia, uy thế của ba đầu tử sắc điện long không chỉ cường đại gấp đôi, mà lực phá hoại mang tới cũng càng thêm rõ ràng và kinh người. Chỉ thấy trên đại địa nổ đùng không ngớt, từng mảnh bụi mù nổ tung che khuất bầu trời. Trong bụi mù dày đậm không còn thấy được gì, chỉ có thể nhìn được tia điện màu tím không ngừng chấp động bên trong cứ như cải tạo nơi này thành một lôi trì. Bên trong không ngừng sinh ra điện mang màu tím, liên tục quất roi bất luận vật thể gì bị bao phủ bên trong. Trần trận tiếng rên thống khổ, ngắt quãng từ trong lòng giam tử điện vang lên. Thành hầm có vẻ vô cùng kìm nén. Mà lúc này trên bầu trời, lần thứ hai chậm rãi tụ lại kiếp vân. Dưới tác dụng của linh áp, từng bước hình thành một cái lỗ đen rất sâu một đạo khí tức làm người ta hít thở không thông, không ngừng hình thành trong đó. Chỉ thấy trong thiên địa, bỗng nhiên cái tia chớp bừng sáng trói mắt. Một đạo lôi kiếp màu đỏ tiếng từ trong lỗ đen bạo nổ, lao thẳng xuống thiết kiên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một kiếm hư ảnh hình to lớn màu đỏ vàng, bỗng lao ra từ trong linh đài của thiết kiên. Hào quan đại tác, bỗng nhiên, vọt thẳng lên lôi kiếp hư ảnh hình kiếm và tử hồng lôi kiếp ở giữa không trung chính diện giao kích. Nhất thời như chảo, nhuộm màu bị đánh nát. Huyết sắc lôi quang điện vũ như tường đạo sao đôi, rơi về đại địa. Không biết qua bao lâu, chiến trường lại liên tục trải qua lôi kiếp thanh tẩy, đã biến thành một vùng đất điêu tàn. Trên đại địa, toàn những hố to cháy đen, bên trong không ngừng có khói trắng bốc lên. Càng đến gần vị trí của thiết kiên, Hổ to cháy đen càng dày đặc, toát ra khói trắng càng nồng nặc, thậm chí có thể nhìn thấy lôn đốm minh hỏa đỏ đậm. Thiết Kiên khoanh chân ngồi trên đất, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt vừa nghiêm trang lại vừa thống khổ. Quần áo trên người cháy đen, da thịt toàn thân cũng đầy vết thương sâu tới tận xương. Tự như bị xét đánh được tiêu thục, cũng bốc lên khói trắng, thấy mà giật mình. Trong phạm vi 300 trường, đã không thấy một cái xác nào. Tất cả binh lính chết trận của hai nước tấn Việt đều biến thành tro bụi, hòa làm một thể với chiến trường này. Việt quốc đại quân đã rút lui cực xa, chỉ đứng từ xa quan sát, không ai dám đến gần. Vừa lúc này Tiết Kiên đột nhiên mở hai mắt ra, thở hỗn hển. Mà bên trong đan điền của hắn, một viên kim đan vàng long lánh to bằng hạt nhãn đã thành hình, lờ lửng tản mắt ra tia sáng chói mắt. Thiết Kiên lật bàn tay, lấy ra một viên triệu lộ đan để phục dụng, hai mắt nhắm lại ngồi điều tức. Không bao lâu sau, cơ thể của hắn liền bị một tầng hào quang màu vàng kim bao phủ. Vết thương da tróc thịt bong khủng khiếp, cũng bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khép lại. Đây cũng là hiệu quả tồi thể sau khi vượt qua lôi kiếp. Lúc đối kháng cùng với lôi kiếp cuối cùng, Thiết Kiên gần như vận dụng toàn bộ pháp lực trong người thôi động thiên linh tự mẫu kiếm. Vì đỡ thác sát như hồng thủy trút xuống, bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Bên ngoài xuất hiện một tầng vết rách như mạng nhện. Nhưng dù là như vậy, thiên linh tự mẫu kiếm cũng chưa phản hồi trong cơ thể của Tiết Kiên để tịnh dưỡng, mà vẫn lơ lửng bên người hắn hộ pháp cho hắn. Mắt thấy đã đến cực hạn, không ngờ vào thời điểm này, hư ảnh thần bi trong ốc lại đột nhiên có phản ứng càng là hóa hư thành thật, hình thành một đạo hư ảnh kiếm, màu vàng kim, chặn đạo lôi kiếp cuối cho Thiết Kiên. Lúc này Thiết Kiên vừa trải qua thiền kiếm, cảnh giới chưa có vững chắc, pháp lực tiêu hao rất lớn, thụ thương khá là nghiêm trọng, là lúc cực kỳ yếu ớt. Đang vào cửa ải này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện ra, trên trời có một bóng tối to lớn chậm rãi thổi qua. Lúc đưa mắt nhìn Đúng là một con chim lớn màu đen Giăng dấp hết sức cổ quái. Sự dĩ nói là cổ quái vì con chim này hoàn toàn không có lông vũ. Đường nét cơ thể cứng ngắt như đào phách búa gọt. Trên hai cự trảo còn lóe lên hàng quan đen thui. Là cơ quan phi điểu sao? Nghiễm lương vương vô cùng kinh ngạc kêu. Lời còn chưa dứt, cơ quan cự điểu liền ở giữa trời cao xoay một cái, vọt xuống thiết kiền. Không tốt, nhanh, nhanh ngăn đi. Nghiễm Lương Vương vội vàng kêu. Hơn 10 tu sĩ theo quân bên người Nghiễm Lương Vương nghe, lập tức rút ra bội kiếm phóng lên cao, tấn công cơ quan cự điểu. Nhưng mà còn chưa đến gần, lồng ngực của cự điểu bỗng nhiên mở ra một cái động lớn. Hàng chục sợi xích màu đen trên đầu có mũi nhọn, kèn kèn bắn nhanh ra, lao về hơn 10 người kia. Những người bay lên, nhất nhất không kịp né tránh, trực tiếp bị mũi nhọn phá hộ thể quan tráo, xuyên qua lồng ngực. Những người còn lại cũng đều bị xiền xích đánh cho văng rớt xuống từ trên không trung. Mấy người bị mũi nhọn xuyên qua, trực tiếp bị lôi trở về. Tất cả đều thân bất do kỹ, đụng vào bông vuốt sắc bén của cự điểu. Bị bông vuốt bằng thép rồng sắc nhọn đâm vào bụng, xé nát vụn. Tốc độ của cơ quan cự điểu không chịu chút ảnh hưởng, vẫn đánh móc vào sâu gáy của thiết kiên. Đôi mắt thiết kiên nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, cứ như căn bản không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề. Lúc này trên thiên linh tử mẫu kiếm, bỗng có một ánh sáng màu vàng bay vụt lên, ở giữa không trung, chợt phồng lớn thành một thanh cự kiếm lưỡi rộng không có đốc kiếm, nhìn rất là cổ quái, lao vụt về cơ quan cự điểu. Chỉ nghe một tiếng khen, một bên cánh của cự điểu khổng lồ bị kiếm bàn rồng chém đứt trực tiếp nứt ra thân hình mất thăng bằng loạng choạng nghi ngã, suýt nửa thì đụng trúng bả vai của thiết kiên trong tiếng ầm ầm một nhân ảnh từ trên lưng cự điểu nhảy lên thật cao đáp xuống cách sau thiết kiên không xa thiết kiên chậm rãi mở mắt đứng lên nhìn lại chỉ thấy người nọ mặt trường bào màu xám vóc người cao gầy tóc đen che kín gương mặt như che một tầng da người hoàn toàn không có ngũ quan chỉ có một con người màu huyết hồng đột nhiên sinh ra giữa mi tầm Trên con người này không có mi mắt, thoạt nhìn giống như cứng rắn xuyên qua xương sọ trên trán xe rách da mặt, khảm lên, trông cực kỳ độc ác, không được tự nhiên. Thấy như vậy, Nghiễm Lương Vương giơ tay ngăn quân đội đang dồn lên, đứng từ xa quan sát. Người là cơ vô tướng, hay là khôi lỗi chi tầm? Thiết kiên tự tay triệu hồi thiên linh tử mẫu kiếm, lạnh lùng nhìn người kia hỏi. Mầm móng, phát triển đúng là không tệ. Nam tử mặc áo bào cho, ngoẹo đầu nhìn thiết kiên rồi lẩm bẩm. Xem ra, ngươi là khôi lỗi chi tầm. Thiết kiên nheo mắt. Xem ra, ký chủ lúc trước vẫn chưa chết. Nói cho ngươi biết không ít chuyện nha. Nam tử áo bào cho âm nhu nói, giống như hệt cơ vô tướng cảm giác lờ đờ không khác chút nào lúc phụ thân vào người của Ninh tiểu tiểu. Thiết Kiên thầm hiểu, đây là biểu hiện khi đã hoàn toàn dung hợp với cơ bộ tướng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Vừa rồi hắn trải qua lôi kiếp, không chỉ tu vi kim đan kỳ chưa có vững chắc, mà ngay cả thiên linh tử mẫu kiếm cũng chịu tổn thương, đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, mà nếu đối phương hoàn toàn dung hợp với ký chủ Thực lực chắc chắn hơn xa lúc phụ thân trên người của Ninh Tiểu Tiểu. Mạnh hơn nhiều, nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì đúng là có chút bất lợi. Bất quá, chỗ tốt duy nhất chính là tân ký chủ của khôi lỗi chi tâm là cơ vô tướng. Như vậy Thiết Kiên sẽ không chút giao dự tấn công, hoàn toàn có thể buông tay toàn lực đánh chết nó. Người làm hại Tiểu Tiểu bị tổn thương thần hồn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi món nợ này phải đòi lại gấp bội. Suy nghĩ trong đầu của Thiết Kiên nhanh chóng xoay chuyển, chậm rãi nói. Chỉ bằng vào người. Một hỏa chủng hèn mọn, cũng dám không biết lượng sức mình, nó khoát trước mặt của bản tôn sao. Nam tự áo bào cho cười nhạo nói. Bản tôn, xem ra người cũng không phải là khôi lỗi chi tâm. Chỉ nói vậy thôi, người đến tuột cùng là ai? Thiết Kiên hỏi khôi lỗi chi tâm, chẳng qua là hóa thần linh khí do bản tôn phái đi tiểu hoàng giới các ngươi, phụ trách giám thị và thu về linh hỏa trưởng thành mà thôi. Hạt giống người trưởng thành quá nhanh, khôi lỗi chi tâm đã không thể nào thu về. nên giờ bản tôn mới vất vả phái hóa thần xuống, đích thần đến xử lý ngươi. Đối với việc này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Nam tử án bào cho thản nhiên nói các người đã trăm phương ngàn kế muốn cấp đặt dị hỏa trong người ta. Vậy cứ việc tới thử xem. Cũng kết quả là giỏ tre múc nước, công giả tràng mà thôi. Thiết kiên lành giọng đáp. Dị hỏa của người sao? Người bất quá là một trong rất nhiều mầm móng kiếm nô của cung chủ đại nhân. Thổi nhỏ liền bị gieo mầm móng linh hỏa, cho vào trong tiểu hoàng giới này. Cùng dám nói khoác lác mà không biết ngượng sao. Dám nói đây là dị hỏa của người ực. Ừ nam tử áo bào cho như nghe được một chuyện vô cùng nực cười nhịn không được cao giọng cười khoái dị thiết kỳ nghe trong lòng quay cuồng rối loạn trào dân tần tần sóng biển lúc hắn biết mình không phải là con của thiết thụ hắn đã suy nghĩ sau này đi khắp thế gian để tìm kiếm xem có thể tìm được người thân của mình hay không tại sao lại vứt bỏ mình nhưng bây giờ từ nơi miệng của nam tử áo bào cho này biết mình vốn không phải người của thế giới này ta rốt cuộc là người gì ở đâu tại sao lại thành mầm mống của kiếm nô thiết kiên càng thêm nghi hoặc trong thanh âm cũng có vài phần gấp rút ta đã nói rồi ngươi chỉ là một trong hàng ngàn mầm mống kiếm nô nếu không phải người cực kỳ xuất sắc có thể thành công kích hoạt mầm mống linh hỏa, thì ai đi quan tâm sống chết của ngươi Ai là để ý thân thế của người chứ? Nam tử án bào cho cười khẩy. Có dám nói ra gia môn. Một ngày kia, ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Hỏi vị công chủ đại nhân kia của ngươi một câu. Rốt cuộc là ta đến từ phương nào? Thiết kiên hừ lạnh nói. Chỉ dựa vào ngươi, mà dám chất vấn cùng chủ đại nhân. Đơn giản là muốn chết. Nam tử án bào cho ngay Tiết Kiên nói lên hai chữ cùng chủ, lập tức giống như bị chạm vào nghịch lân, ngón tay rung lên chỉ vào Tiết Kiên, kích động mắng. Sao chứ? Người không dám nói ư? Ừ. Tiết Kiên cố ý khiêu khích. Kết thúc tập 18 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.